Hello, hello. Hello, hello các bạn. Ngày hôm nay thì Brian đang có mặt ở nhà một anh người bạn nha. Rồi, anh này là anh Su đây. Đây là chủ nhà nha. Thì ngày hôm nay là anh Su nấu phở cho anh em đây ăn. Phở đuôi bò. Bây giờ là giới thiệu đi anh Su. Phở đuôi bò. Phở đuôi bò hả? Ok. Rồi. Rồi. Cái này là Su tự nấu không? Tự nấu, tự nấu. Tự xử hết luôn hả? Tự nấu, mình nấu đó. Ảnh đâu luôn. Thanh quay vô nồi lớn cái Thanh. Đừng có bỏ cái camera vô cái nồi nha. Không có tiền đền nha, camera Bây giờ mình qua cái nồi nhỏ mình để cho nó đủ độ nóng mình mới chế ra mình ăn. Ok, bây giờ mình để trụng cái này cho. Cái gì mà đủ cái nồi vậy anh? Cái này mình để chút mật hấp để nhậu. Ồ, mật hấp luôn hả? Đây. Mật hấp hành gừng. Trắng tinh nha. Trắng tinh như ngọc trinh nha. Có tẩy không? Có tẩy không? Trắng gì à? Trắng tinh như ngọc trinh nha. Tâm trắng luôn, sợ trắng đó vậy. Nhưng mà anh Su hay nấu phở không? Nấu hoài hả? Nấu hoài. Thấy chuyên nghiệp lắm luôn á. Đợi có cái giá nó giống như mấy ông bán phở. Thôi rồi. Đây là thịt quay cái mấy kia. Oh man. Đây là thịt nè các bạn. Đó. Thấy chưa? Thịt này đây bán phở có đầy nha. Ông vừa mới bước vô nhà là em nghe mùi phở là biết liền. Đấy. Mùi phở là quá đặc trưng luôn. Nấu cho Brian nè. Chuyên nghiệp quá luôn á. Làm tô phở này đây. Chuyên nghiệp quá Su. Su bỏ gì vô, anh vô bỏ phải vô Su nói chứ sao Su làm rẹt rẹt vậy, từ từ vô người ta. Quá nhanh luôn á, quá nhanh luôn á, không kịp luôn. Không vậy? Rồi, đây giờ soi cái bề đầu chế cái này qua đây. Chế cái gì anh? Nước lèo trong quá ha. Nước lèo hả? Ồ. Nhưng mà anh nấu cái này là bao lâu? Nấu 5-6 tiếng. 6 tiếng luôn hả? Đúng rồi, từ sáng tới giờ luôn hả? Nấu từ đêm qua trước chứ. Ôi ghê vậy, phục vụ cho anh em luôn. Chết cha rồi, cái tay cầm cái đồng hồ sao ta? ra bỏ bỏ ấy đồ vô với bỏ tiêu, rắc tiêu đồ vô ở ngoài bàn. Đem ra bàn ăn đây. Bỏ tiêu tương đồ vô. Tự ăn tự về luôn nha. Tự ăn là tự về nha, mấy đứa nha. Cũng tại đâu? Tại ngồi đâu? Đó, ngồi đó đi. Ryan ngồi đâu? Ngồi đây. Ngồi đó lấy kéo ghế qua ngồi rồi. Có chừng nhỏ nè. Ngồi đây. Rồi sao vô ốp nữa quay tiếp hả? Đây là bà chủ nhà. Bà tiêu. Bà chủ nhà, đây bà chủ nhà. Đây rồi. Tôi nói lại. Nói gì chị? Ừ thì chuyện này chắc ai cũng biết hả? Giờ nó Su với ai cũng biết hả? Ủa? Em Su đây hả? Ngồi đây, tao đây vừa qua đây ngồi đó mẹ ơi. Nãy giờ ăn cho Thanh. Rồi mình ăn rồi. Cứ ăn trước đi rồi mình bắt đầu mình nhậu. Sao? Đang nó bụng mà. Nước lèo sao vậy? Bỏ tương này vô. Profit kìa. Ồ, profit chứ kìa. Chút nó ra mình xào qua xào cái kia nữa. Sao? Ủa, tự nhiên hút nước xong nói cái gì? Bây giờ mới ăn. Ai sắp cái nước anh áo đen nha. Độc thân vô tính nè, chưa có bạn gái. Chỉ có bạn trai. Đây hai vợ chồng. Vợ chồng son nha, mới có hai con thôi. Vợ chồng son mà có hai con. Không đó nó hợp bạn mà đúng không? Cho em. Quay đồ quá đã luôn. Còn nguyên thôi không có nguyên lắm nữa. Đây là cái đuôi bò. Cái đuôi bò nè. Đó. Bây giờ nó trong có tái của bò viên rồi. Tái bò viên. Tôi thắng. Đặc biệt là cái đuôi bò. Đuôi này không biết làm thắng nhưng mà ăn luôn. Anh thắng ăn đi. Anh rồi nói cho em biết thôi. Anh quay tao phở nè. Cắt không được. Ta hả? Rồi lột ở đây coi có gì không đó. Thịt chứ gì? Bao to nha. Ủa con này con gì vậy? Sầu riêng hả? Thử đi. Quay vô phía này mặt. Đó hay chưa? Rất là sống rồi. Mở đường hộp thuốc anh chị. Cái này crawfish ở đâu rồi? Crawfish ở đâu vậy? Crawfish đâu vậy? Con mở đường ở gần chỗ Sụp lốc miêu. Nhà cô bé đó. Ồ, bán nhà người Việt Nam bán hả? Vậy chú lấy ra ăn càng. Đang ở trên người Việt ác làm tà đó. Ok rồi, thử Thanh. Quá nè. Đừng có quay miệng như chậm đấy. Đừng quay miệng chứ sao ăn rồi quay gì.
Rồi. Sao? Hết sảy. Hay giống con biết không? Giống con biết không? Giống tao miếng uống bia là hết sảy. Ok. Dạ. Mà cái con crawfish ở đây rất là bự luôn á. Hả? Bự luôn á, rất bự luôn nha. Bự mà có 8 đồng một thao. Tự nhiên nữa một thao chi cho con không biết. 8 đồng một thao mua 5 bao tặng một thao. Rẻ hả? Dạ. Rồi vô. Đây các bạn, đây là bia của Mỹ, của Mexico. Modelo. Có nhiều quá ha. Chân gà, chân gà. Đâu? Cái này là hai ba. Hai. Bam. Chân gà luôn, trời động đậy luôn kìa. Wow, dữ luôn, dữ luôn. Cái này là rượu Made in France nha. France nha. Rượu này ở bên Pháp phải không? Theo. Cái này theo nè. Cái này là tại qua bển mua luôn hả sao? Cái này là của anh Du qua mua, qua anh Pháp mua hả? Mua đây. Uống trà, uống trà. À, bỏ vô đây giống như là mình dụ tao uống trà không hả? Đây uống trà mà. Dạ chết, dễ chết lắm luôn. Rồi rót vô cái ly nè, anh cầm cái ly. Đó, cái ly này. Cầm cái ly lên nè. Con Mỹ nè, anh này con Mỹ nè. Con Mỹ nè. Này con Mỹ. Mỹ ghê. Bỏ vô bến thôi. Em mới zoom, em mới focus chút. Này đâu vậy? Live again. Ủa, vậy mỗi cái ly mua cho khác hả nè? Hay là chỗ nó bán nhưng mà đây nhiều chỗ? Nhiều cái khác nhau. Cái này khác nhau nữa nè. Destin nè, Destin Vora nè. Con khác, con mỗi con khác nha. Này cháu uống dễ xài lắm á. Uống nha, uống thuốc nha. Đúng rồi, cái này nhớ là cái ly nha các bạn. Đây là cái ly nha. Được, cái màu của người nào tự người đó giữ lấy nha. Nó kỳ quá trời, đó có cái nơi, có cái level nữa kìa. Tới cái dây áo ngực là được phải không? Dây áo ngực. Tới cái dây áo ngực đúng rồi. Tới đó tôi. Chưa tới cái dây kìa. Dây dưới dây nào? Ý. Dưới đâu? Mày này có đẩy quá. Mới đầu thì em cần cái tiếng tụt lút xuống kia vậy. Ở à, dưới đâu có dây đâu. Chỉ còn sức eo bây giờ. Có dây dưới rồi. Vô luôn đây. Đài uống hết hả? Hết luôn đây, cái đầu mà xúc miệng mà vô. Đó các bạn, cái này là rượu. Ai cần cái này không? Uống rượu của ai? Rượu của Pháp ha. Trời ơi. Rượu Pháp nha các bạn. Tour du monde. VSOP. Đó, rồi rót ra mấy cái ly này rất là đặc biệt luôn, cái ly này uống không say luôn. Quá trời luôn anh em, quá trời quá đất luôn. Đấy bây giờ đi ra xà bò, đi. Quá trời quá đất luôn á. Thôi uống cái đi, ra xà bò. Làm gì giờ anh đi nữa anh Xu? Xà bò hả? Say hi to the camera. Bye. Hi. Ok, bây giờ mình làm cái gì đây anh Xu? Bò sao? Bò lúc lắc. Bò lúc lắc hả? Bò sao? Bò sao thành gì phải không? Bữa nay là xào kiểu khác. Kiểu khác phải không? Bò, giống như là đầu bếp chuyên nghiệp luôn á. Trời ơi, được sốc làm chảo thế nào á, sốc chảo nữa hả? Mày còn ăn hết thịt nha. Hai ông thấy tay vẫn y hệt như vậy, như đầu bếp nè. Đá cái chừng trời này. Đó. Quá dữ luôn. Đó. Dữ. Wow. Wow. Ghê nha. À, phải đứng xa giúp cháy camera nè. Quá dữ. Đồng bếp, quần tư. Này xào mấy mẻ vậy con? Xào 2-3 mẻ luôn á. Muốn xào cho các bà già trước nữa. Ồ, vậy hả? Bà chị Thảo kêu xào cho bà già đâu rồi. Cái này là của bà già hả? Đâu rồi? Đây. Đưa cái hộp kêu qua đây. Cái này xào sơ là quất rồi đúng không anh? Đưa hộp lên đây tập.
quay tao bế đẹp trai vậy nha. Đập đầu bếp được sâu cháo rồi đây lưng lại à. Đó, hấp dẫn luôn à. Chúng ta mà đứng kế bên rất là lo lắng nhưng mà anh ấy không hề nâu núng. Nhớ nha, mua nhớ sờ bò lại mua thân phải phải mua hiểm trên mày nha. Là không vô lộn trên mày luôn á. Không nhưng mà nhà bò phải ôm mấy lửa lớn rồi nó. Áp chảo qua chảo á. Quá dữ luôn. Sao bây giờ em chưa giờ làm được vậy ta? Thử không được, không thử không? Mày cũng không muốn thử nữa. Lắc xong rồi, lắc xong hết nhậu luôn á. Lắc không gian bò ra qua. Cái này là các bạn đừng nên thử tại nhà nha. Ngồi ăn trước đi, chút nữa sao ra hả? À. Kiểu này mấy bà kêu nấu hoài sao xung. Luôn đây mà anh nấu ở trước nhà mấy bà nhìn qua cửa sổ là thôi luôn á. Ồ, ừ, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, professional. Woo. Tao có thể đi giờ tại sao anh Chu không có lông tay các bạn. Nhưng mà nó khói và ngon hơn. Em không dám thử cái này, em sợ thử là em hết bay mấy cái bò này xuống đất rồi luôn. Chứ em sẽ không bao giờ thử. Đó. Không. Đó. Rồi. Nắp lại. Mới đầu em nhìn không tôi không biết là con mực luôn á, tại nó quá trắng này chưa giờ. Không sao nhìn tưởng miếng dừa chứ. À tưởng giống như là cái gì? Cái mộng dừa cái gì không cái cơm, cái cơm của dừa đó. Em. Quá trời đồ nhậu luôn vậy mà bởi vậy đó. Đi ông chuyển qua ông uống trà rồi hả? Cái mình nói mình đâu dám nói nó bà đâu cho mua. Bà hỏi bà chuyển uống trà mình đâu dám nói nó bà đâu cho mua. Về cái bà thấy mình ủa sao để đựng rượu của nó hèn chi ông. Ông mua mà cũng nói ông không trả lời. Bởi chơi chiêu không à. Bởi ta nói. Bóp mời em uống trà là hiểu rồi đó anh em. Vô. Cùng vô cái ai, cùng vô cái thằng. Cùng vô. Cùng vô cái. 1 2 3. Vô. Cùng vô cái. Đó. Vô. Vô cái vô cùng nha. Cái chừng bể đó. Đây các bạn. Đây vừa rồi. Đưa cho nước thằng. Thịt bò ngon, rượu ngon á. Trước tiên chuyện vậy giờ chợ bao nhiêu đều lên đi luôn em. Sáng ngon lắm. Lấy đũa. Hấp đũa. Chúng ta đang tài hả? Ăn thử mồi. Đúng là rượu mà. Cái đó nhưng mà ăn miếng mồi, ăn miếng mồi. Đừng có đổ hết. Làm miếng mực đi anh, làm đi. Đây là phụ chấm anh nước tương ớt nè. Để chấm cái này hai hai mà chấm cái này. Nhìn cái miếng dừa luôn á. Chấm nè, nước tương nè. Đi nhỏ. Chấm gì không cái này hả chấm với cái đây mình còn nó lấy cái nước này với cái này trộn chung rồi tao lấy cái có cái này ăn ngon rồi thử này nước chấm hải sản cái nào nó tự vừa nó tự bỏ cho mình nè cay không cay lắm hả hải sản nha các bạn chấm vô là hải sản mới được chấm vô hả. Ở đây đây là bộ sưu tập cái này là cái này là cái gì đồ khui bia đứng mấy đèn được lắc lắc cái này đồ khui bia nhưng mà anh có bộ sưu tập luôn đúng không đây đây còn cái nữa đây các bạn anh Su có một bộ sưu tập đồ khui bia luôn đủ vậy kiểu luôn nhưng mà cái ngày em không nghĩ là cái đồ khui bia á anh khui sao nè ở dưới đây hả dạ rồi khui chai vậy thôi thử coi rửa chai bia đây đó không đủ nhậu là có nghĩa hay ha ném đủ nhậu nè mà cái đó rất là nặng nha các bạn chuyên nghiệp luôn á. Vô luôn. Bữa giờ cũng bận đi. Cũng bị ít mấy. Rồi em phải chuyển qua Corona mới được. Corona luôn hả? Ok. Dạ cho em Corona dễ quá. Tại sao lấy cái đó khui vậy em? Tại sao lấy cái đó khui vậy? Ai gọi là em chạy đó. Khui vậy em dễ say lắm. Đó, cho rền hết say luôn. Đó. Ăn cái đó ngon á. Sao nhiều đồ chơi quá vậy? Nhiều thôi quá. Nhiều thôi thiệt á. Cái này con nít nó tưởng đồ chơi nhưng mà người lớn là khui bia được các bạn. À. Lắc lại nha. Mình không có lắc nhưng mà nó tự nó lắc. Weird. Thôi mới nữa đồ khui bia. Nữa hả? Wow. Nữa hả? Hay vậy?
Em mua cho anh chục cái. Ok anh em. Vô. 2, 3, vô. Mua qua làm quà đúng không? Ủa, chà cho em chơi mới nữa hả? Cho mày biết.